Con rất là ghét mấy người đi trễ, gặp ảnh đi trễ, cho nên là trời sao đi show làm việc không nghiêm túc mà đi trễ. Cho nên là con ghim trong lòng rồi, không ưa. Dạ không ưa. Cho nên là tóc của vợ con nó vàng mà nó kiểu nó hơi nhìn mình coi nó hơi dơ một tí, nó hơi ăn chơi một tí. Vậy cũng không phải gu luôn. Dạ không phải gu. Và thời điểm đó là kiểu nói đi show gì mà không có nghiêm túc, không có chỉnh trang gì hết, đầu tóc thì vàng khè rồi này kia kia nọ. Sau đó ông kêu là em về nhà đếm tiền dành nha. Cái nội này giỡn vô duyên, giỡn gì mới gặp có hai ba lần biết người ta có bộ hay chưa mà tự nhiên kêu về nhà. Có ai nói hai người có hai cái gương mặt nó giống hệt nhau không? Dạ tụi con là gặp 10 người là gần như 10 người đều nói. Đúng rồi, bữa nay là có 12 người rồi đó. Đó, mặt phu thê đó, rất là phu thê luôn. Thôi giờ giới thiệu về mình đi nè. Dạ, lần đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, chào chú Thượng cũng như là toàn bộ ekip của chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Hữu Văn, hiện tại con đang làm kinh doanh cũng như là ca sĩ tự do. Con sinh năm 99, hiện tại là 25 tuổi. 25 tuổi, và vợ tên Võ đúng không? Văn Võ. Dạ, con chào cô Hồng Vân và cũng như là chào chú Thượng. Con tên là Lê Ngọc Châu, hiện tại thì con năm nay 24 tuổi. Con cũng đang là ca sĩ tự do và đang kinh doanh trà sữa. Thôi giờ trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì chú đề nghị hai vợ chồng hát tặng cô Vân với chú Thuận với khán giả. Khán giả của Vợ Chồng Son một bài hát song ca. Tụi con thường đi hát tiệc cưới nhiều cho nên là chắc sẽ gửi cho cô chú cũng như là khán giả một ca khúc là nói về tình yêu đi ạ. Ok, rồi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt em đã trao nụ cười. Cái nhẹ nhàng anh nói mình cảm thấy nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không có nước mắt đem về một mình đơn côi. Bây giờ bên em đã có anh sát chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Hay quá. Rồi bây giờ lên đây là không cần phải nói là mãi mãi ta là của nhau. Rồi sao nè, cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau nè, Văn với Châu? Cơ duyên cho hai vợ chồng con gặp nhau là nhờ đi hát năm 2022. Thì hôm đó là tụi con được book chung một show thì con có gặp anh này. Trước khi con gặp anh á là con cũng đã thấy hình của anh ở trên Facebook rất là nhiều. Tại vì lúc đó là trùm show Sài Gòn. Sau thì con thấy anh này có thẳng không ta? Tại vì nhìn cái hình poster nhìn nó gọi là photoshop quá nhiều quá. Photoshop nhiều. Đúng rồi, chứ không phải mặc lè lẹt hả? Dạ không, con lúc đó con mặc vest với áo thun trắng ở trong thôi, nhưng mà kiểu họ photoshop sao cái mặt con giống như nữ. Giống như tiết phấn vậy. Dạ đúng rồi. Vậy đúng trắng không? Bạch luôn á. Cho nên nghi ngờ giới tính. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó thì gặp ảnh thì con rất là ghét mấy người đi trễ. Gặp ảnh đi trễ. Cho nên là trời sao đi show làm việc không nghiêm túc mà đi trễ. Cái là con ghim trong lòng rồi. Không ưa. Dạ không ưa. Thế còn Văn thì sao? Lần đầu tiên con làm show chung với vợ con thì vợ con thời điểm đó tẩy tóc, cho nên là tóc của vợ con nó vàng mà nó kiểu nó hơi nhìn mình coi nó hơi dơ một tí, nó hơi ăn chơi một tí. Vậy cũng không phải gu luôn. Dạ không phải gu. Và thời điểm đó là kiểu nói đi show gì mà không có nghiêm túc, không có chỉnh trang gì hết, đầu tóc thì vàng khè rồi này kia nọ. Cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau. Gọi vậy sao đến được với nhau? Sau cái bữa tiệc, cái show ngày hôm đó là ảnh xin Facebook con. Ủa sao kỳ vậy Văn? Ấn tượng đầu tiên thì nó không tốt. Nhưng mà kiểu trong cái lúc làm show thì kiểu bạn này nhìn cũng nói chuyện cũng dễ thương cũng có hết hồn giọng hát của nó. Dạ có đó. Có Facebook rồi chắc có lẽ là nhắn tin như là dạ, của không, ta đúng không? Con có Facebook của vợ con thì em đó là con không nhắn tin một câu nào hết. Con cũng không book một show nào luôn. Trời ơi con là chót nửa đầu môi vậy đó hả con? Tại vì kiểu con không biết, nhưng mà con nghĩ là con cái thời điểm đó là kiểu xỉn quá, mình mệt trong người quá. Với lại bữa đó là một cái bữa tiệc của gia đình đó cho nên là con uống hơi nhiều. Rồi con có quế quê không? Dạ không, con thấy cũng bình thường tại vì con cũng không để ý ông lắm, ai xin Facebook con cho à. Rồi. Dạ. Rồi sau đó hai đứa tiến triển sao nè? Thì hai tháng sau tụi con mới gặp lại. Ảnh là ảnh cứ xem story Facebook con xong rồi ảnh cứ like dạo vậy đó. Nó nói trời cha nội này rảnh hay gì cứ tối ngày like. Bút xô thì không có. Bút xô là không có. Chú hỏi lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là chưa có người yêu đúng không? Dạ. Trước cái hôm mà tụi con quen nhau là tụi con có làm việc chung. Thì hôm đó tự nhiên ổng là ổng gặp con mới có một lần. Sau hôm đó ổng kêu là em về nhà đếm tiền cho anh nha. Em nói ủa là sao trời, tại vì lúc đó là ảnh mới mở một quán cà phê, ảnh kêu là em về đếm tiền cho anh nha.
cha nội này giỡn vô duyên, giỡn gì mới gặp có hai ba lần biết người ta có bồ hay chưa mà tự nhiên kêu về nhà đính tiền. Một cái câu tỏ tình phách lối. Đúng rồi. Trên cái cuộc đời mà mình từng nghe. Ừ. Tỏ tình phách lối. Câu tỏ tình phách lối. Ăn gì nhà đính tiền. Con làm quán cà phê acoustic về âm nhạc cho nên là nó cũng có một cái lượng khách nhất định. Ở đâu cơ? Dạ ở bên Tân Phú. Bây giờ còn không? Bây giờ thì con chuyển theo mô hình khác rồi. Con gọi là con giỡn thôi, con chỉ giỡn thôi. Sang ngày hôm sau là tụi con làm chung thêm một cái show nữa. Xui khiến tiếng sét ái tình trúng vô cái là cái tình là ở đâu? Sét phải có cái chỗ nào mà sét chứ. Tại vì ai đó không ưa nhau. Không ưa nhau thì bây giờ cái cử chỉ nào, cái hình ảnh nào hay là cái âm thanh nào mà làm cho tụi con bị sét? Ổng quăng cục sét đó cho con trái khét nghẹt luôn. Đâu? Là trên cái sân khấu ngày hôm đó quán cà phê tụi con diễn á, thì cái bục nó khá là cao. Thì tự nhiên bình thường là bỏ con đi lên mình trước mà hôm đó con mặc váy nó cũng hơi vướng víu. Dạ. Rồi. Xong rồi cái tự nhiên đây đưa tay đây anh dắt lên cho. Nó trời đất ơi, bữa nay sao thẳng rồi hả? Nó thẳng trong bụng. Bữa giờ là con vẫn nghĩ ổng là dạ đúng chị, rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi cái tự nhiên lên rồi quan tâm mình rồi kéo ghế rồi cho mình ngồi nó thấy ít ra là cũng được, cũng dễ thương. Rồi. Con là lâu quá rồi chưa có ai quan tâm giống vậy á. Cho nên là con thấy thấy cũng được, cũng dễ thương. Cho nên là hẹn mọi người xong cái show ngày hôm đó, rủ mọi người đi chơi, đi coi phim. Mọi người mới kêu là thôi bây giờ đi nhậu đi, coi phim để hôm khác coi. Nhậu thì mọi người kêu là hai đứa có đứa phù thê quá. Hay là hai bay thử quen nhau đi. Đó cũng nhậu thì sung máu, đùa giỡn. Hay là mình quen nhau thử nha em. Xong rồi xưng anh em, bạn vợ chồng, em yêu anh yêu rồi trên bàn nhậu. Bây giờ mấy đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ một năm. Có bé nào chưa? Dạ có một bé rồi. Bé trai gái? Dạ bé trai. Được 5 tháng tuổi. Từ lúc cưới về thì có cái tật xấu nào lòi ra không nè? Dạ có, nhiều lắm. Ảnh có một cái tật, ví dụ cái xào đồ nó ở đây, cái móc treo đồ nó nằm trên cái xào đồ. Ảnh mặc cái áo vest về, ảnh quăng thẳng lên cái xào đồ luôn, không máng qua cái móc. Bừa bộn. Bừa bộn. Bê bối. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con la, tại sao anh không máng cái áo vào cái móc? Sao có như vậy mà em cứ la anh hoài, em cứ càm ràm hoài. Còn một cái nữa là ví dụ cái góc phòng của anh ở đây, anh để đồ anh bừa bộn trên cái góc của anh được, con lại con dọn. Xong rồi con lỡ tay con để cái vật đó sai vị trí, ảnh la con, ủa tại sao em bừa đồ trong cái góc của anh vậy, trong cái bàn làm việc của anh tại sao em bừa đồ lên chỗ anh? Mà ảnh bừa thì được. Độc tài phát xít. Dạ không tiếp đi con. Dạ cho con nghe thông tin. Anh có được quyền biện hộ. Chút nữa nói, chút nữa nói. Dạ thì không, con không phải mình... là con độc tài mà là dạng tại vì đôi khi cái món đồ đó con nhớ cái vị trí nó nằm ở đó và con cần gấp thì con sẽ lấy liền. Đúng, đúng. Nhưng mà kiểu khi mà vợ con dời cái món đó qua chỗ khác cái con phải đi kiếm, kiểu mình đang cần gấp mà mình phải đi kiếm cái món đồ đó thì mình cũng hơi khó chịu trong người một tí. Mong muốn của con thay đổi điều gì? Mong muốn của con. Bà nãy nó có ghen không? Dạ ghen hả? Nếu mà ghen thì ghen mấy cái chuyện nó rất là cũ đích cũ mềm á. Là ví dụ giống như là cái chuyện đó nó xảy ra cách đây trong quá khứ của con là tầm 2-3 năm trước rồi. Hồi đó anh dạy đồ ha, vui vẻ quá ha. Hay bươi móc là chuyện cũ. Đúng, dạ đúng rồi, đàn ông mà bươi móc. Trong khi có cái móc lại không chịu treo. Đó. Ông mong muốn điều gì? Ảnh đừng có bày bừa quá nhiều. Bây giờ tới con đó. Vợ con có một cái tính đó là hoàn hảo một cách quá mức. Giống vợ em luôn á. Gọi là rất là cầu toàn trong tất cả mọi chuyện, kể cả đi hát là tập bài phải đoạn đó phải taxi phải tu tiền sao rồi. Kể cả tới chuyện chăm con là anh ơi tả con anh phải mặc bề này không được mặc bề kia. Tại vì cái tả thì nó có miếng chỗ dán chỗ hông á, cho nên là nhiều khi phải tiền là phải nữa. Vậy là cháu chắc 4 năm đời gì của Minh Nhí nè. Vợ con ngủ khá là nhiều. Chăm cũng nhiều mà. Là cháu tôi nè. Tối chăm con thì con cũng dậy con cho em bé bú này này kia, còn vợ con thì ngủ. Xong rồi con kêu vợ ơi dậy con nó khóc nè. Ôi mệt lắm rồi, anh làm đi tới sáng em chăm, xong sáng con vẫn chăm, vợ con vẫn ngủ. Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con thì con không muốn vợ con thay đổi, tại vì đây là người mà con yêu. Tụi con là mới lấy nhau được có một năm. Ngay cái thời điểm này mà tụi con như thế này á, là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực. Tại vì con biết thường là cái năm đầu tiên là cái năm mà hai vợ chồng dễ sinh ra những cái chuyện mà nó cãi vã nhau. Trong cái vòng năm nay mà lại có em bé, mà em bé mới có 5 tháng mà tụi con vẫn ngọt ngào say đắm về là tụi con quá hay. Hay. Số chậu của con sẽ nhiều hơn nữa. Chúc cho tiệm trà sữa ngày càng phát triển. Đúng rồi. Công việc của các con ngày càng thăng tiến. Người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em Quốc được Thuận chào. Không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em được xin được chào mẹ Mai. Đã, mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ.
Ừ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em dạ. em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực em hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Ủa? Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính từ mụn là 33. Tức là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen cái... trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng, mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lợi luôn. Lấy lợi luôn. Lâu sau rồi, bây giờ hai đứa quen nhau kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất là đẹp, đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn mắt lúc nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Lúc đó là còn xíu sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng là chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân oán đúng không? Là nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ừ, em hơn mọi lắm. Em gọi là thần tượng lắm. Big fan, đúng rồi, là big fan của phim con nào anh em cũng xem. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy, có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng.
Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Tất nhiên là cả hai đứa đều gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền, rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy các con, em đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì... Style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là xong đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng mất thích đi một chút. Cô người ta mới 21 tuổi mà. Rồi lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước, đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là hẹn nhau? Lúc đó đón đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu ạ. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong sáng. Rất nghiêm túc, kín cổng cao tường. Tháng 11 gần tháng 12 rồi. Mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Mình thổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không? Hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà... Sau ngày đầu tiên đi chơi đấy. Đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc này cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà. Không, áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy. Nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Sao mẩy? Mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nhìn nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu... Mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến không, mấy giờ? Con quay đến muộn.
đến 11 rưỡi 12 giờ. Và tại sao không sao con quay về, không quay về phòng trọ mà lại quay về nhà mình? Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Là chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều. Thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được. Vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo. Cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì lúc ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa quần về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ và nhận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh tại sao vậy con? Lỗi con cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, tức là chú không hiểu à? Có rồi, anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Nhưng... thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa không, nhưng mà nó bây giờ làm hòa rồi không thì... thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè, bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ, vâng, không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng là bạn này phải có một cái thành ý.
Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu? Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa luôn. Khổ thân thần tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên là nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim không, hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện kiểu cũng yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bốc thử hai vạch á. À lúc đấy là mới á. Mới có 4 tuần. Không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Vậy là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này, đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Không phải, hay là con là KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị ta hiểu không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Hay quá. Và sau đó rồi vậy là em bé, rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả viết rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa rồi nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì lại tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình
khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được. Giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó, cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa làm, vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ. Nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này, nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn, thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đó, hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Quỳnh à, Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn, nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm, về nhà ngủ luôn ạ. Và nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi ăn sinh nhật? Ăn sinh nhật bạn bè. Bạn bè là tác các thứ. Em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường, con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Vậy hả? Ôi cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm.
ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, ngủ một vành cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra là ít thôi. Lúc không? Vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tức. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Ừ. Con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Từ những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống về hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của à? Anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim. Nghĩa là cái... bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua kiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa ra cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ cho em ok rồi. Cho em mà không có, gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Thế nhá, cô á là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá, nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là họ không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con? Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì là... con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá khích. Nhưng mà đó là họ trước đây. Dạ vâng. Không bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Nha. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè, ừ, đó,
Thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn dạ. là mình cũng không có quá lãng mạn dạ. và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ tình, tỏ tình là tỏ tình. Tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui này. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc, để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn. Nha. Xin cảm ơn.